mái ngói tường xây. Được mùa cây lúa tốt tươi, thằng tôi hái lúa sướng vui cùng đời. Xưa đã qua rồi cái ngày dòng mưa dài nắng, nay đã đổi đời đi về xe đón xe đưa giàu sang. Từ ngày miền đất bán đi, bà con lắm mắt thấy thằng tôi nó lên đời. Con gà tức nhau tiền gái, tức nhau tiền gái đua nhau lên đời. Bó cày bó ruộng bó trâu, con xe đời mới chứ qua giới đời. Bao lần lúa tôi quyết chí, lúa tôi quyết chí hơn vua giới đời. Trắng tay mới chợt nhận nghề nông là công quanh năm đây. Bà ơi, bữa nay tôi lên thị xã có công chuyện nghe không? Vậy chưa khỏi ăn cơm nhà phải không? Thôi khỏi, có khi chiều mới về. Bà đi ăn nghe không? Nè, đeo vô. Đeo nè má, trông bóng quá má ơi. Trời ơi, đeo lẹ lên. Mau, lẹ lên, lẹ lên. Mau, gài lại. Dạ, dạ, dạ. Lẹ lên, lẹ lên. Dạ thấy. Thấy cái gì? Vụ án hồ con rùa. Mày hả? Không phải, vụ án hồ xẻo lá. Chà, chỉ khô mày chứ vụ án nghe cái mày ghê. Ủa, chứ không phải ma đang thề còn làm thám tử hả? Cô Linh đi đâu vậy? Thì em xuống đón anh nè. Ủa, đã hẹn trên đó rồi mà.
Sợ anh hai lên đó không có kiếm được nhà nên mới xuống đây rước anh luôn nè. Trời ơi, có địa chỉ ghi sẵn ở đây rồi. Thị xã nằm trong lòng bàn tay, có bị nhiêu đâu cô sợ. Tánh em hay lo xa vậy đó. Chắc cô Linh đi sớm quá nên chưa ăn sáng phải không? Dạ, vậy thôi mình lại đó ăn luôn anh hai nha. Ăn đi rồi bàn công chuyện luôn ha. Quán này kìa, nếu vô quán mấy cô rồi kìa. Rồi, vô đây cô Linh ơi. Ngồi đi cô. Cho hai tô hủ tiếu mì cô ơi. Ở chỗ thấy đó. Thật nè anh. Tính tiền cô ơi. Dạ. Dạ 14 ngàn. Quên bóp ở nhà rồi phải không? Để em trả cho. Bữa sau anh trả lại. Kỳ thiệt. Hôm qua chính tay tôi bỏ bóp vô túi mà giờ mất tiêu. Tiền đây chị. Dạ cảm ơn cô. Anh ơi. Nè. Dạ cảm ơn. Má, giờ sao giờ? Có theo tế nữa không má? Ôi, thôi. Ông đã vậy rồi, theo chi cho mệt. Đi con. Sách xưa có câu trai năm thê bãi thiếp. Nghe chú nói cái câu đó là tôi không có chịu á. Tôi nói chưa xong mà chị khóc rồi. Sách á là sách xưa, sách cũ nó không có hợp thời nữa. Giờ á thời đại thay đổi rồi. Con trai thì một vợ, con gái thì một chồng. Ăn ở với nhau thì hai đứa con thôi. Vậy thì mới phù hợp với chính sách chủ trương của nhà nước. Đó, nói vậy nghe phải được không? Nói nhìn ba gì, ai nói không được. Giờ vậy chị Tư à, tôi nghe hai nhái nhà tôi nói anh hai có đi đâu với cái cô nào đó. Nhưng mà hồi nào giờ chị cũng biết là anh hai đâu có mang tiếng, mang tâm cái vụ trai gái gì đâu. Tôi nghĩ là chắc anh hai anh đi với ai đó vụ làm ăn gì đó chị hai ơi. Làm ăn cái gì? Làm ăn mà có bao giờ mà ông bàn với vợ với con một câu nào đâu chứ. Đúng rồi đó.
Không có bàn với vợ với con gì hết mày ơi. Ngay cả tao với mày vậy à, bạn chí cốt mà ông còn im re mà. Thôi vậy chị hai nè, để tôi với anh ba ha, tôi với anh ba điều tra cái vụ này coi đúng sai thế nào, rồi tôi với anh ba nói chị nghe. Chị yên tâm đi, đừng khóc nữa chị. Hai chú gắn giúp tôi nha. Ừ, ừ. Để bữa nào mà có ổng ở nhà, tôi mời hai chú tới, rồi hai chú quần cho ổng một trận đi mới được. Nhất trí. Sách cô cao, nuôi quân 3 năm mà đánh giặc chỉ có 1 giờ. Dò hỏi cho kỹ đi, hay không? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng à. Vậy giờ ba quân đói bụng chưa? Để tôi mang cháu dịch lên. Tưởng gì cho cháu dịch, tụi tôi đâu có bỏ qua. Dạ. Thiếm nó làm ơn đâm bấm gần sao cho thiệt là cay á. Trời, vợ thì ông món đó là hết sảy rồi. Dạ, để tôi mang lên liền. Rồi. Chị hai, ở lăn cho vui nghe chị hai. Nhảy đâu? Rót chị rượu cho tía luôn nha. Con nó không có ở nhà, ông tự vô lấy đi. Trời ơi, con nó không có ở nhà thì... Thôi để tôi. Bác hai đã đóng hết cái khoản phí chưa bác? Đóng rồi mày. Đóng góp giao thông, điện, trường, sở, hỗ trợ các quỹ, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Hết thảy là 27 khoản phí tất cả. Dạ. Bác hai mày đã đóng đâu vô đó đầy đủ, không thiếu một cắc. Như vậy là bác hai thuê một hồ nuôi cá trong 3 năm. Ừ. Con gửi bác. Đủ ha? Dạ. Ừ. Thôi, bây giờ lại làm việc ha. Bác hai phải về để lo cho kịp tiến độ. Dạ. Bác hai giỏi thiệt đó. Ừ. Hết chụp cái này tới chụp cái khác, làm ăn liền liền à, không có lúc nào ở không hết á. Ừ, bộ bác hai mày là ếch nhái hay sao? Mày nói tao chụp cái này chụp cái nọ. Dạ không. Con ủng hộ bác hai hết mình đó. Chứ không ai như tía với má con có bao nhiêu tiền bán đất á, đem mua vàng cất ráo hết trơn. Bây ngồi làm việc chỗ này là ngon rồi. Đảm nhiệm cán bộ xã, phụ trách kinh doanh, có học hành là đời khác liền hả con? Dạ chứ sao bác hai. Con nhú nó thấy bay như vậy, nó sẽ sáng mắt ra, nó quyết chí đi học á. Dạ. Thôi, bác hai về nghe nháy. Dạ, con chào bác hai. Ừ. À, xin lỗi chị, có anh hai ở nhà không à? Không, ổng đi đâu từ sớm tới giờ, không có nghe nói gì hết trơn á. Mà cô là ai vậy? Dạ, đây là cô Linh, bữa trước tí chở cổ về nhà mình đó. Dạ, em là Kiều Linh. À, còn chị là Tư Măng. Dạ, tôi là vợ của Hai Lúa. Em biết. À, anh hai có kể rồi, chỉ là chưa giáp mặt với chị thôi. Bữa nay mới có dịp. Ủa, anh đi sớm lắm hả chị? Chắc là anh đi ra quỹ ban. Ủa, ổng ra quỹ ban chi vậy ta? Ủa, bằng sao cô biết? Vậy anh hai chưa nói gì cho chị nghe sao? Không. Ủa, cô Linh mới xuống hả? Dạ, em chào anh hai. Ơi. Ê, sao đứng ngoài sân vậy nè? Em với anh Vinh cũng mới xuống tới vô. À, đi. Đi. À, mời vô. Dạ. Nhà nói chuyện ha. Dạ. Chị hai biết không, anh hai vừa mới tới, nói cái là em với anh Tư chạy liền ra chợ luôn á. Vậy mà cả chợ hả, chỉ còn con dịch với kia rưỡi heo quay thôi. Công nhận dân sổ lá mình bây giờ chị hai ăn xài cũng dữ ghê. Mà vậy ổng có nói với chú Thím á, là cái bữa nay mà bài tiệc như vậy á, là có chuyện gì không vậy? Dạ không, anh chỉ kêu vợ chồng em á với vợ chồng anh ba qua chơi.
mà anh ba anh kẹt công chuyện nên chỉ có vợ chồng em qua thôi đó. Ủa mà chị cũng không biết chuyện gì luôn hả? Không hề nói với tôi một tiếng nữa. Ủa sao cha nội này kỳ vậy ta? Thím Năm biết không, con nhỏ hồi nãy đó ổm gài, trời ơi, ổng với nó đi với nhau suốt. Thì em đã nói với chị rồi mà. Nè, bữa nay á ha, hai người mà có dở trò gì á, chú với thím á, làm cho họ một trận cho tôi. Bực quá. Ừ? Ủa mấy đứa nhỏ đâu bà? Ôi, tụi nó là con nít đó mà. Đâu có được. Bữa nay phải có sự chứng kiến của tất cả những thành viên trong gia đình. Phải còn tấm tàn đâu. Ra đây coi. Dạ. Dạ. Bây giờ đi vô vấn đề chính. Hôm nay tôi và cô Linh đây đã quyết định một cái việc rất là hệ trọng. Đó là hùng hợp một cơ sở để nuôi cá xuất khẩu. Thì ra là chuyện nuôi cá, tưởng đâu là chuyện gì. Vậy đó. Mà không có nói với vợ con gì hết trơn á cô Linh. Thì để xong việc rồi mới nói chứ. Đây là hồ sơ xin thuê hồ nuôi cá, cũng nhờ ngay nhái giúp đỡ. Dạ. Đã được ủy ban xã chấp nhận rồi. Trước mắt thì mình hợp đồng thuê 3 năm được không cô Linh? Dạ. Em thấy 3 năm cũng đủ rồi anh. Để làm ăn coi sao, rồi mình bàn tiếp nha anh. Đó, mày thấy chưa? Thám tử mới đang có gì đâu mà má bắt tao làm thám tử. Đi theo tía, theo dõi tía. Thì thám tử bất đắc dĩ mà. Ê, cô đó đẹp ghê ha. Xin giới thiệu với cả nhà, cô Linh đây chính là chủ của hai đại lý phân bón và thức ăn gia súc ở trên thị xã. Còn đây là hồi nãy nhậu nên quên hỏi thăm chú em. Cứ để cô Linh giới thiệu về tôi. Nè, dạ, xin giới thiệu với anh. Dạ. Đây là anh Chính, là người chúng ta sẽ cần đến trong việc giao dịch với ngân hàng. Ủa, vậy chú Chính làm ở ngân hàng nào vậy? Dạ, ngân hàng nào em cũng làm được hết á. Anh Chính là cán bộ siêu ngân hàng đó anh. Trời ơi, vậy sao? Nói cho dễ hiểu, tiếng dân gian mình gọi là cò đó anh hai. Em là cò ngân hàng. Từ phát triển nông thôn tới công thương, ngoại thương, rồi đầu tư, kể luôn các ngân hàng cổ phần, dân dân và dân dân. Ngân hàng nào em cũng bay tới được hết á. Khi nào mà anh hai kẹt vốn á, anh hai cứ nói thẳng em một tiếng, em sẽ giúp cho anh hai liền. Hai bữa nữa em xuống rủ anh chị đi mua cá giống luôn ha. Rồi cô Linh xuống chở bà xã tôi đi luôn cho biết. Nhất định là phải có chị rồi. Cô Linh, cho tụi con theo với nhà. Cho tụi con nhà. Đi với. Hai đứa đi luôn. Cho vui. Alo. Má. Dạ, cảm ơn. Ok, má. Tôi đi liền. Dạ, em có việc phải đi gấp. Hẹn anh chị dịp khác. Dạ. Anh chị khỏi tiễn em. Dạ. Cô về nha mấy đứa. Dạ, cô chú. Dạ, về. Chào cô chú. Cảm ơn. Dạ em đi. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau á mà còn bí mật với tôi nữa, tôi không có nhịn đâu á. Ủa, tôi có làm gì mờ ám đâu bà ghen? Thì giờ tôi đâu còn ghen nữa đâu. Mình nhất quyết nuôi cá nghe bà. Thì bây giờ á, ông tính cái gì là tôi tính cái đó.
Lấy cái giống của tôi thì mấy vị yên tâm. Tốt nè, khỏe nè, tỷ lệ sống cao nhất vùng này á. Kích cỡ bảo đảm cho yêu cầu xuất khẩu. Mấy vị chọn nghề nuôi cá lúc này á là đắc địa nhất đó. Ông bà ta có nói rồi, muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, muốn nghèo thì nuôi vịt. Nhưng có điều giá cả cao quá. Ủa, đâu có cao, tôi tính giá phải chăng mà. Phải chăng đâu mà phải chăng, tụi tôi đã đi dò giá khắp hết cả cái vùng này rồi. Tôi biết cái giá mà ông anh bán cho người ta nữa. Đó là giá đã dành cho những mối quen đã dài 3 năm rồi. Nhưng thôi, nếu vậy thì tôi tính với các vị giá đó để làm ăn lâu dài với nhau. Vậy nghe, hết thắc mắc rồi đó. Phải vậy chứ. Bạn Tám nè, phụ tay coi sao đứng đó. Cá thật này thấy mạnh dữ hả cô Linh? Dạ. Tệnh bậy giỡn hoài. Vui quá. Phụ với anh mày đi, mang thứ ăn cho cá xuống. Mau, phụ với anh mày tay đi, mang thức ăn xuống dưới đó đi. Cá đói dữ lắm rồi. Ê, ê, ê. Trời ơi, hai cái thằng này có bao nhiêu đó mà cũng là không xong. Té, cho con ngồi nghỉ chút nha té. Đấy đâu con mày. Đây. Ê, sao thấy đã không mày? Dạ thấy, đã quá trời luôn tía. Vậy mà lúc đầu tao tính nuôi, má mày còn làm khó làm dễ tao nữa. Tại tía không nói ngay, tía cứ bí mật không à. Ủa tía, mà má làm khó dễ tía nào? Bà giấu mất cái bóp của tao. Làm bữa đó tao quê với cô Linh muốn chết. Mày dám làm vậy có được không? Ủa, mà sao tía biết má giấu bóp của tía? Sao không biết? Tối về tao thấy cái bóp nằm ngay dưới gối nằm của bà. Té, tí coi cá ăn thấy hàm chi tía. Bữa nay mày mới ra mới thấy. Ngày nào tía cũng coi hoài. Mày thấy càng ngày nó càng lớn thấy rõ không? Dạ. Nhà mình bây giờ có thêm thành viên mới rồi. Sao nhú Mỹ Cò, mình là Tám Tàn, thêm một thành viên nữa là Chín Cá. Mà tía má thương nó là đúng rồi. Cái thằng Chín Cá nó có lợi quá mà. Anh Hai ơi, anh Hai. Anh Hai ơi, anh Hai ơi, anh Hai, em có tin vui tới đây báo anh chị nè. Tin vui gì vậy cô Linh? Nói đi, tôi hồi hộp quá. Em báo để anh biết, cái hợp đồng bán sản phẩm cho nhà máy chế biến cá xuất khẩu á, em ký xong rồi. Chà, cô Linh giỏi dữ ta. Bên nhà máy á, họ ứng trước cho mình một số tiền. 18 ngày sau, họ sẽ tới thu mua hết số cá còn lại.
sau thời gian thỏa thuận theo hợp đồng, họ sẽ thanh toán hết cho mình số tiền còn lại luôn. Vậy á? Cô Linh, coi nè cô Linh, cá ăn đã ghê chưa? Hey. Té, nó ăn kìa. Ủa, sao cả tháng nay không gặp mặt anh Hai Lúa đâu hả bà? Bác Hai á, ở tuốt ngoài hồ cá tía, ăn ngủ ngoài luôn. Ủa, đó, ra ăn ngủ ngoài đó? Thì ở dưới cá chứ làm sao. Nghe nói cá lớn nhiều rồi, phải canh chừng mấy thằng ngư tặc. Ngư tặc là cái gì bà? Có gì mà ông cũng không hiểu nữa. Mấy cái thằng cướp biển á, người ta kêu là hải tặc, phá rừng á, thì kêu là lâm tặc. Còn mấy cái thằng rải đinh ngoài xa lộ, làm lũng bánh xe người ta thì kêu là đinh tặc. Còn anh Hai á, anh ở anh coi mấy thằng trọng cá thì kêu là ngư tặc. Có vậy mà cũng không hiểu. Nghe cũng có lý con ha. Dạ. Bà giỏi thiệt á nghe. Ông này đúng là vợ hơn chồng, là nhà có phước mà. Tiếc. Cái câu này con nghe nó kỳ kỳ rồi nha. Thường thường người ta nói là con hơn cha thì nhà mới có phước, đúng không má? Ăn cơm đi. Mà mình ở không mà uống rượu hoài vậy, nhiều lúc cũng thấy buồn á bà. Ông bà đã nói rồi, ăn không á, không có làm cái gì á, thì tới sông á cũng phải cạn, núi cũng phải mòn. À, hay bữa nào tôi ra cái chòi cá của anh Hai Lúa coi sao bà. Hay là bữa nào á ông ra ngoài gặp anh Hai đi. Hôm trước anh Hai có rủ vợ chồng mình á làm ăn, vậy mà ông cũng làm lơ luôn. Thôi mà, ngày mai bà kiếm cho tôi cái gì tôi ra tôi nhậu với giả coi. Lâu quá rồi hai anh em không có nhậu chung. Nè tiền nè bà cất đi. Ủa, tiền gì ông? Thì tiền lời bán lứa cá vừa rồi. Cô Kiều Linh cô gửi xuống chia cho mình á. Trời ơi, nhiều đè ông? Phần của mình hết thải là 95 triệu. Dữ không? Rồi tôi lấy tôi mua cho con nhú chiếc xe hết 25 triệu. Tội nghiệp nhỏ, đi học trên thành phố mà cứ đi cái xe cùi bắp hoài, bạn bè nó xem thường. Còn đó 70 triệu á, bà cất đi. Vậy cũng khá dữ đó chứ ông. Thì khá là cái chắc. Lứa tới này còn khá hơn nữa. Ông nói khá hơn nữa là sao? Thì con giống nhiều hơn, tốt hơn. Mình nuôi là càng ngày càng kinh nghiệm hơn. Nhu cầu xuất khẩu tăng cao, cá nó có giá hơn. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Vậy thì lại ông bà cho mình nuôi á, nó càng ngày càng khá lên. Tôi chỉ mong vậy thôi. Té à, té, té ơi. Té. Té. Gì vậy? Con không biết đâu nha. Té mua xe mới cho chị Sáu, té không mua cho con. Con chạy đỡ chiếc xe cũ của chị Sáu con thời gian đi. Té hứa, lứa cá tới á, té sẽ mua xe mới cho con.
Tí Hứa ở nhà. Ừ, Tí Hứa mà. Làm ăn có tiền để lo cho con, lo cho vợ, chứ Tí lo cho ai bây giờ hả? À, Tí má, con nữa nè. Trời ơi, Tí má giờ mua đi không có gì hết trơn á. Mày, mày chỉ có roi mây. Tối ngày cứ lủi qua mấy đám bạn, chơi toàn là game online không à. Tí má ơi, con luyện tinh học chứ bộ. Luyện chưởng, luyện đao kiếm, chứ mày luyện tinh học ở đâu đó. Thôi, để bữa nào á má sắm cho bộ đồ nghề chơi điện tử ha. Tám. Dạ, cảm ơn má. Vô đây. Nè, mà dẹp ngay vụ đó giùm cho tôi nha. Ừ. Mà tính vẽ đường cho Hú chạy hả? Trời. Hai Lúa ơi, có nhà không Hai Lúa ơi? Tôi ở nè Hai Lúa ơi. Nãy giờ anh Hai nghe em nói gì không anh Hai? Thì tao đang nghe nè, mày nói đi. Nhưng mà nghe là nghe Tư Ếch nói, chứ không phải rượu nói đâu à nghe. Tới tao em. Tới anh à. Mày có gì nói đại đi Tư Ếch đây. Thời khởi đầu á là anh có rủ em hùng vốn mình nuôi cá phải không anh Hai? Vậy bây giờ anh còn giữ ý định đó không anh Hai? Giờ ý mày sao? Mày tính hùng vốn với tụi tao hay không? Dạ, em tính vậy đó. Nhưng mà không phải thấy anh làm ăn có lời rồi em sáp vô. Lâu nay ở không buồn quá, ruộng đất thì bán hết trơn rồi, ở không ăn hoài núi nó cũng lỡ, đúng không Hai? Phải kiếm cái gì làm cho nó vui. Giờ về tao cũng nói thẳng với mày, anh em mình hồi nào tới giờ trước sau như một, vui buồn có nhau, làm ăn gì cũng rủ rê nhau. Dạ. Thắng thua gì anh em mình cũng từng nếm trải. Dạ. Giờ ý mày muốn về, tao đồng ý. Cảm ơn Hai. Nhưng bây giờ cái việc nuôi cá đang có phần hùng của cô Kiều Linh nha. Mày cũng phải để tao báo với cổ một tiếng. Nhưng mà chắc cổ chấp nhận thôi. Ba đợi ý nó sao? Anh ba thì anh muốn hùng vốn với anh em mình đó. Nhưng mà anh nói là để anh suy nghĩ lại. Anh nói câu gì nè? Anh nói là cái gì cũng vậy, dục tốc thì bất đạt. Thôi dẹp đi, tao không nghe ba cái sách vở của ông ba đời, tao mệt quá. Ôi, kệ nó. Bây giờ tao với mày uống không hết hai can rượu này là không về. Dạ. Uống nãy giờ chỉ có cách này là hết nè. Mình bóng bỏng bắn bỏ chút xíu là hết can. Bóng bỏng bỏ. Thôi không có chơi bóng bỏng bắn bỏ, hai thằng sai chết nè. Uống ngụm đi. Thằng Ly, làm tới. Không có chơi bóng bỏng bắn bỏ rồi. Uống em. Sao anh quất cái đầu này đi anh Hai? Tôi thấy cái đầu tôi muốn ói quá ông nội ơi. Ăn đi. Thôi giờ quay nè.
Còn cái đầu này bây giờ mình quay. Quay hả? À, quay trúng ai người đó uống. Trúng nào đó uống ha. Dạ, quay đi. Nó tới mày á. Ủa, quay rồi đó hả? Ừ. Sao giống nãy vậy? Quay lên đây mày, mày uống đi. Vô. Ừ. Đó, đó, đó. Rồi, tới cái khác nào, quay cái nữa nè. Quay mày á, mày uống đi. Anh quay chưa? Quay rồi, tới mày. Để em quay. Anh quay sao tới em hoài à? Quay. Thì giờ em rót sẵn rồi em quay nha. Chắc chắn là anh thôi chứ không phải hết trơn. Quay đi, quay đi. Đó. Trời ơi, sao chú hoài vậy anh hai? Chú Tư Ích nói vậy đó, rồi ông trả lời sao? Thì tôi phải dùng kế quản binh, chưa trả lời. Ừ. Chạy về đây hỏi ý kiến bà. Chứ ông thôi mời mốt bà trách bà nói tu qua mạc. Bà nên nhớ rằng sách xưa có câu thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Thì ông biết tính tôi rồi đó. Ý ông sao thì tôi như vậy à? Thì sách có câu thuyền theo lái mà gái theo chồng. Mệt quá. Tối ngày sách có câu, sách có câu hết ngày hết giờ. Tôi đi cho heo ăn đây. Nam vô tửu như kỳ vô phâm. Anh chị đã nói như vậy thì em cũng đồng ý thôi. Tình nghĩa lối xóm của anh chị từ hồi nào tới giờ mà. Đúng rồi đó cô. Tụi tôi á cũng sanh ra ở đất này, cũng lớn lên ở đây đó cô. Cô Linh chấp thuận, tôi cũng thay mặt chú Tư Ếch cảm ơn cô. Có gì đâu anh hai, thêm người hùng vốn thì mình bớt đi khoản vay vốn ngân hàng, bớt đi khoản lại phải trả hàng tháng nữa, vậy thì tốt cho mình chứ sao. Cô nói vậy chứ mình cũng bị bớt phần lợi nhuận của mình, nhưng thôi, chia sớt được cho nhau miếng cơm mới quý. Cô còn không nghĩ tới chuyện đó thì làm sao tụi tôi dám nghĩ. Dù sao tụi tôi cũng tình làng nghĩa xóm mà cô. Em cũng nghĩ vậy đó. Vậy cái số vốn nhà Tư Ếch góp vô mình tính sao cô? Theo em thì mình chỉ làm hai. Một nửa trả bớt cho ngân hàng. Một nửa thì mua thêm con giống cho lứa cá tới. Đúng, tôi thấy làm vậy là được á hả ông? Rồi, tụi tôi sẽ thực hiện theo ý cô. Má, tiếng gì cơ? Sao rồi ông? Rồi, tôi đem hết tiền về rồi đó. Bà coi bà cất kỹ đi nha. Có được giá không ông? So với thời giá bây giờ nó có lỗ chút đỉnh, nhưng mà cũng phải bán bà. Nếu không bán thì lấy gì góp vốn với người ta? Ủa, tí với má nói chuyện gì vậy? Ông đi bán vàng. Hả? Tự nhiên bán làm chi? Thì hùng vốn bên bác hai để nuôi cá chứ chi con. Con chịu vậy đó nha. Trời ơi, bác hai mới có làm mấy lứa cá à, mà mua cho con sáu nhú á hả? Cái xe mới đi học trên Sài Gòn rồi đó. Thì tía mày á định làm y vậy đó. Cái con này tự nhiên không ré lên như con khùng. Trời ơi, con vẫn chơi thôi à, chứ con á đi xe sao cũng được hết á, miễn là tía với má chịu làm ăn là con vui rồi. Chứ trên quỹ ban á hả, mỗi lần mà con vận động bà con xẻo lá của mình á bỏ giống kinh doanh, trời ơi, con mắc cỡ hết sức luôn vậy đó. Người ta không có vốn thì đã đành rồi, còn nhà mình á có vàng mà cất trong tủ,
Bữa nào á nó mục á, không biết tại sao à, nó sao xui. Một cái đầu mày á, vàng chín chú chín mà mục, làm như củi không bằng. Thôi mệt cho con quá. Vàng có 4 số mà nó cố lên 9 số. Còn cái con này nữa, vàng mà mắc cái giống gì mà mục được. Chứ sao. Thôi bây giờ ở nhà coi chừng nhà, để má với tía đi qua nhà bác hai. Dạ. Ở nhà coi nhà nghe không. Dạ. Lúc này có tiền ăn trộm tụi nó. Đúng. Canh dữ lắm á. Đi lẹ lên đi. Rồi từ từ xuống nè. Từ xuống. Rồi. Trơn lắm nha. Khoan. Còn đừng té nha. Rồi. Còn trơn á. Ê, đỡ phụ coi. Đỡ phụ. Dạ, đây, đây, đây. Chuyển qua, chuyển qua. À, cái chân đổ đồ của tắt tao nha mấy ông nội. Lẹ 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 lẹ. Cẩn thận nha. Đổ cái lần cho đủ nha mấy ông nội. Từ từ khoan đi. Còn không, còn không. Đi 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 xuống luôn. Khoan từ từ. Đỡ 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 từ từ. Từ trơn lắm mấy ông ơi. Rồi đó, hết rồi đó. Ủa, vợ chồng thím tư đi đâu vậy nè? Ra coi anh sức cá coi ra làm sao. Lứa này có khá không anh hai? Khá lắm thím tư, hơn lứa trước tới 3 tấn lận. Quá. Ủa nhưng mà anh có tăng vốn, tăng số lượng so với lứa trước không vậy anh hai? Đâu có, y như lứa trước. Tới lứa này nè, có thêm vốn của vợ chồng chú, tôi mới tăng thêm lượng con giống chứ. Chú Tư nè. Sao này? Tôi tính tối nay qua chú. Mà thôi thì hiện đây nói luôn. Chú gì? Chú chuẩn bị tinh thần đi. Mai anh em mình đi mua con giống nha. Đi chú biết. Rồi. Sáng mai em qua anh sớm. Giờ cũng xong việc rồi. Chú thím về nhà tôi. Sáng có mớ cá nè. Ê, giờ mình đem về nấu lẩu bần, ăn bún, ra ra chơi. Tưởng vụ gì, chứ nhậu là tôi khoái. Trời ơi, ăn nhậu là lẹ lắm. Xưa đã qua rồi, cái thời nhà tranh giành đất nay đã đổi đời lắm nha. Mái ngói được xây, được mùa cây lúa tô tươi, thằng tôi hái lúa sướng vui cuộc đời. Xưa đã qua rồi, cái ngày dòng mưa dài nắng nay đã đổi đời. Đi về xe đón xe đưa giàu sang, từ ngày miền đất bán đi bà con lát mắt thấy thằng cu nó lên đời. Con gà tức nhau tiếng gái, tức nhau tiếng gái đua nhau lên đời. Bó cày bó ruộng bó trâu, tàu xe đời mới chứ qua giới đời. Bao lần quanh năm cây cài, trắng tay mới chợt nhận ra.